Wow, các bạn nhìn chỗ này nè, rất là rộng luôn, như là mình đang tạo thế giới ở siêu phẳng đó mọi người. Ok, hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây, và hôm nay mình sẽ thử thách sinh tồn ở nơi cuối cùng trong Minecraft, đó chính là Pha-len. Các bạn biết Pha-len mà đúng không? Ngày xưa để tới được Pha-len này thì mọi người sẽ sử dụng command block đúng không? Hoặc là một cái mod gì đó. Thì hôm nay mình đã tới được Pha-len nhờ tham gia map của anh này. Map này được xây từ hồi 1.7.3, có nghĩa là map này được xây từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình cũng có thể chơi ở phiên bản mới nha, 1.19.2 cộng. Và đây là Pha-len nè mọi người. Wow, lâu lắm rồi mình mới tới Pha-len lại ấy. Ngày xưa tới Pha-len thì mình dùng lệnh mình TP tới mọi người ơi. Và các bạn nhìn tọa độ của cái chỗ Pha-len này nè, 2, 4, 6, 8 số nha mọi người. Ui, nếu mà đi bộ thì không biết khi nào mình có thể tới được chỗ này nữa. Ui, kinh thật sự. Bao nhiêu lốc vậy ta? Hình như là 12 triệu lốc hay sao ấy. Ui, để tới Pha-len mình phải đi 12 triệu lốc. What? Nếu mà bay bằng sáng tạo thì hơi lâu để tới đây á mọi người. Giờ ở đây thì cũng có cây cối rồi động vật thì ủa sao không thấy con động vật nào ta? Ủa mà hình như là không có động vật luôn ấy. What? Kỳ lạ vậy. Để mình coi thử nha. Động vật. Ồ không có động vật thiệt mọi người ạ. À. Chỉ có pha len xung quanh thôi. Wow. Pha len bị lỗi rồi. Sinh tồn ở đây thì sinh tồn như nào trời? Mình sẽ dùng thuyền bơi qua bên kia. Wow, pha len. Mình sẽ sinh tồn ở vùng đất pha len nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chặt cây làm dụng cụ cái kiểu luôn. Ngày xưa mình nhớ là có một youtuber nào đó rảnh rỗi đến mức là livestream đi tới pha len luôn ấy. Ui, không ngờ là có người rảnh tới vậy luôn. Mặt vẫn chưa đi tới nha. Không biết là khi nào mới đi tới được pha len nữa. Chắc là mất mấy chục năm luôn quá. Ở pha len thì nó cũng bình thường thôi, nó chỉ là một cái vùng đất lõi và là nơi tận cùng của Minecraft thôi mọi người à. Chứ nó cũng chả có cái gì đặc biệt đâu, mình nói thật luôn ấy. Mình đã chế tạo xong dụng cụ rồi. Ôi trời cũng sắp tối luôn mà xung quanh này không có con cừu nào cả. Mình đang sinh tồn ở pha len phiên bản 1.20.2 là phiên bản mới nhất á mọi người. Vừa đi tới vùng pha len chưa kịp ngắm thời tiết đẹp đẽ nó thì mưa rồi. Quải cả trưởng. À, trong cái tập trước á có nhiều bạn comment là anh ơi hang tối mà anh không cầm đuốc trên tay cho nó sáng. Thực chất phiên bản 1.20.2 nó mới ra mọi người, nó không có Optifine. Bây giờ mình có cầm đuốc trên tay thì nó cũng chả phát sáng đâu mọi người nè. Coi nè, đấy, mình phải cắm đuốc xuống nó mới phát sáng. Tại vì cái Optifine đó nó có một cái chức năng, đó là cái gì đó quên mất tiêu và phát sáng đều hay sao á. Nó không có cái phát sáng gì đó, mình không ấn vô á thì cái đuốc nó không có sáng được đâu mọi người ạ. À. Mình cầm trên tay nó cũng vậy à. Đây nè, mình đi ra ngoài đây nha. Đó, nó không có phát sáng được mọi người ơi. Ôi, sao mà trời gầm mưa bão ghê vậy. Ở đây có mực nè. Bên kia có zombie các kiểu. Mình đi sâu vào phía trong xem. Wow. Ở phía trong mình thấy có khoáng sản này, có đồng với lại sắt. Hay là cái vùng pha len này là cái nơi cuối cùng của Minecraft rồi, cho nên là mấy cái con động vật nó không có sinh ra. Mình thấy cá nó vẫn spawn ra được nè. Nhưng mà không có con động vật nào ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái lò không khói nha. Rồi sau đó mình sẽ nung cái chỗ cá này lên để ăn mọi người ạ. Wow, pha len rất là đẹp. Nhưng mà nó là vùng đất lỗ nha mọi người. Tại vì nó là nơi cuối cùng của Minecraft á. Cho nên Minecraft không biết tạo ra như thế nào nên để lỗ như vậy luôn. Đấy, xong người chơi người ta rảnh rỗi người ta đi tới cái khu vực này người ta khám phá thì mới khám phá ra được cái vùng này gọi là pha len mọi người ạ. Ngày xưa người ta nói vậy á, mình cần cừu để làm giường ngủ nhưng mà khu vực này không có con động vật nào luôn. À, kia rồi, cuối cùng cũng có động vật mọi người à. Biết vậy hồi nãy mình khai thác cục sắt để mình làm cái kéo rồi. Hướng này thì không có gì cả. Ôi cái vùng này như là kiểu ai chặt gỗ hết vậy mọi người à, đúng không? What, mình vừa thấy cá heo thì phải á. Ủa tại sao cá heo lại xuất hiện ở đây? Wow, đúng là khu vực này nó bị lỗi thật mọi người à. Cá heo lại xuất hiện chỗ này thì rất là kỳ lạ luôn. Kia không phải là ngôi nhà đâu nha, nó chỉ là một cái bảng tên để tên tác giả với lại là hướng dẫn mọi người thôi. Khu vực này mới vô lại sấm chớp cái kiểu rồi, đáng sợ quá. Có cái ghế ngồi nè, có cái nút ở đây nhưng mà để chân thôi. Cái nút là để trang trí á mọi người. Đấy, cái nhà này đó để trú mưa nha.
Đang mưa thì mình đứng đây mình trú mưa mọi người ạ. Ui, sorry tác giả. What? Mình không nghĩ là con Reaper nó đi tới đây nó nổ mình luôn á. Ui, ôi what, mình biến thành tác giả luôn rồi. Mình để đầu tác giả lại nha. Đây là lá cờ Ba Lan hay là lá cờ Indo gì đó. Chắc là Indo á mọi người. Mình sẽ ghi là sorry. Ok. Vậy à, đâu ra con Reaper tới nó nổ mình luôn. Mình cần tìm thêm một con cừu nữa mọi người ạ. À, có nhà này. Ui, có cái nhà cái bên mà không biết kìa. Ui, có bánh mì luôn nè mọi người. Nhưng mà ăn không được cái đầu ấy. Rồi, xin cái lò nung luôn nha. Mày, ui, mình đánh một phát nó chết luôn à. Mình không biết là nếu mà chúng ta cứ đi thẳng vào Valen thì mình tới đâu nữa. Ui, có khi nào tới The Void không mọi người? Wow, mọi người nhìn nè. Nước ở đây nó rất là kỳ lạ luôn. Mình thử xuống phía dưới nha. Ui, chỗ đây nhìn kỳ vãi. Nó khá là giống bên kia, nó chả khác gì mấy luôn ấy. Ui, tự nhiên có con nhện rơi xuống. À, một cái đung trần ở đây mọi người ạ. Đợi mình một tí nha, mình cắm cái đuốc cho nó sáng này. Rồi sau đó mình đặt lóc lên. Ui, anh ơi, tha em. Nhưng mà mình bị kẹt cái thuyền rồi. Chết mà đi, con nhện quỷ quái. Đây nha, mình đã lên cái chỗ đung trần mọi người ạ. Đập cái lồng farm ra. Và mở room. Wow, bánh mì, thuốc súng và những cục sắt đầu tiên. Thế là được 4 cục sắt luôn. Tuyệt vời không? Mình sẽ chế tạo một cây cúp đi ha, cây cúp sắt. Rồi còn có một cục sắt à, để dành đi. Wow, thám hiểm pha len cũng khá là thú vị á. Ui, khói quật kìa. Wow, 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 đừng bắn em anh ơi. Em đi khám phá thôi. Khoan, khoan, khoan. Mọi người nhìn nè, bên đây có một cái hang luôn. Một cái hang ở trong pha len mọi người ạ. Wow, sỏi mà nó xếp thành bức tường, kinh thật. Yeah, mình đã tới chỗ. Và cái chỗ này, ui, thuyền của mình. Ui, tưởng rơi xuống kia rồi chứ. Và cái chỗ này y chang cái chỗ hồi nãy luôn. Không khác gì luôn ấy. Cá heo đi theo mình tới đây luôn, khá là tội nghiệp. Ui, nó chui xuống phía dưới luôn kìa. Có sao không vậy? Thấy tội nó quá à. Tự nhiên nó đi theo mình vô phía trong này, cái nó bị rớt xuống kia luôn. Đây là một cái hang ở trong. Wow, khoan khoan khoan. Wow, đơn giản. Mình đã thoát khỏi hang động pha len. Ở pha len này nó không có động vật mọi người à. Bây giờ mình sẽ lấy lóc đặt lên phía trên luôn nha. Đây là vùng đất không đáng sống mọi người à. Tại vì nhìn nó cứ kiểu nó thiếu động vật này nọ này. Rồi mình thấy là mấy cái hang nó toàn là quái vật không à. Khoáng sản thì không có được bao nhiêu. Mình đào nãy giờ thì chỉ có than là nhiều thôi. Ui, đây là ở phía trên pha len nè mọi người. Wow, mấy cái cây nó bị lỗi luôn nè mọi người thấy không. Có tuyết luôn. Wow, cây mọc ở dưới thung lũng. Ui, có thỏ này. Ê, có động vật mọi người hả? Mình nhìn cái cảnh tượng này giống như là ở trong server ấy. Kiểu như người ta chia đất ra để người ta xây dựng đó mọi người. Wow, đi qua phía này thì mình thấy. What? Ủa vậy là pha len dữ chưa? Chỉ có lỗi chỗ này thôi mọi người ạ. Đi qua phía này thì mình thấy có một cái thảo nguyên luôn nè. Cứ tưởng là nó sẽ lỗi hàng dài chứ. Ok, mình đã trở lại đây. Thì cái pha len này nó cũng không có gì đặc sắc đúng không mọi người. Mình sẽ lên phía trên để cho mọi người xem rõ cái pha len này như thế nào ha. Đây nè mọi người, đằng sau pha len á, nó không có bị lỗi nha. Nó vẫn bình thường luôn. Nó vẫn có sa mạc, vẫn có cây cối, vẫn có động vật spawn ở phía trong. Cái chỗ hồi nãy mình chết nè mọi người. Đây, mình chết ở đây ha. Rồi, vẫn còn kinh nghiệm đồ ở đây nè mọi người. Các bạn biết tại sao mình chết không? Lúc đó mình đi lấy đồ mà mình quên tắt video mọi người à. Mình để như vậy luôn. À không, tắt game chứ. Rồi mấy con zombie nó đánh mình chết mọi người ơi. Xui vãi. Mọi người thấy nè, ở phía trên đây vẫn có động vật đúng không? Rồi, một cái nơi cực kỳ tuyệt vời để chúng ta xây nhà luôn. Ở thẳng block này, xây dựng ở đây hết chê luôn. Và pha len này để đi tới thì cũng mất rất là thời gian đó mọi người. Nếu mà đi bộ nha. Ở phía sau thì chúng ta có vùng Mesa. Rồi thảo nguyên này. Cái chỗ pha len này nó tới đây là nó hết rồi. Nhưng mà do mình cập nhật phiên bản mới á mọi người, nên là nó sẽ có thêm mấy cái biome khác nữa.
và cái số lượng biome nó tăng lên hay sao ấy, nên là đằng sau pha len nó có thêm biome nữa. Ấy có thêm hoa anh đào luôn này, vãi à, biome mới luôn. Mình nghĩ là do phiên bản mới cho nên pha len nó được mở rộng hơn và đằng sau pha len có nhiều thứ hơn. Các bạn ơi, nhìn về phía này thì có một cái dân làng sa mạc luôn. Ok, mình nghĩ là mình xin tồn ở đây thôi. Và mình cảm ơn tác giả đã cho mình biết pha len nó như thế nào. Wow, lâu lắm rồi mình mới trở lại pha len mọi người ạ. Mấy năm về trước thì mình cũng có review pha len rồi, nhưng mà là dạng TB hay là mod gì đó mình cũng không nhớ nữa, chắc là mod đấy mọi người. Mình chỉ sinh tồn sơ qua thôi nha mọi người, chứ không có sinh tồn lâu dài. Đối với mình pha len mình ngắm là được rồi, chứ sinh tồn thì mình thấy không có được ok cho lắm. Và phía trong hang á, nó khá là nhiều quái vật mọi người ạ. Với lại khoáng sản nó không có được dồi dào như là mấy cái hang bình thường. Mình thấy là toàn than với lại đồng không à, sắt thì không được bao nhiêu. Hồi nãy các bạn thấy mình vô ra mấy lần rồi đúng không, toàn là quái vật không à, và nước nữa, chỗ nào nó cũng như nhau hết, nó không khác mấy luôn á. Đây mọi người thấy nè, tới khúc này á là nước nó sẽ cuốn xuống phía dưới và hang nó cũng như vậy à, nó không có khác gì nhau. Nếu các bạn thấy video này thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau.